Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn hôm nay của kênh Tân TV. Rồi, trong cái video hướng dẫn tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về những cái chuỗi video về TikTok Shop. Hiện tại thì có rất nhiều bạn đang comment hoặc là đang thắc mắc, và mình tin chắc rằng cũng rất nhiều bạn đang gặp phải cái tình trạng là các bạn không có cái phần giỏ hàng ở trên TikTok Shop. Đó, thì nhiều bạn muốn tham gia TikTok Shop hoặc là các bạn muốn mua hàng ở trên TikTok Shop mà các bạn đăng, hoặc là muốn đơn giản là các bạn chỉ muốn đăng sản phẩm lên TikTok Shop thôi mà các bạn không có cái phần giỏ hàng. Đó, thì hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn khắc phục, và mình cũng sẽ chỉ ra một số cái nguyên nhân khiến các bạn không có cái giỏ hàng ở trên TikTok Shop cực kỳ đơn giản và hiệu quả ở trên điện thoại nhé. Bạn nào quan tâm thì các bạn hãy cùng theo dõi ngay video này cùng mình nhé. Và đừng quên, nếu thấy video của mình hay, hữu ích thì các bạn để lại cho mình một like, một bình luận và chia sẻ video cho người thân, bạn bè được biết nhé. Ok, và các bạn cùng theo dõi trong phần tiếp theo nhé. Rồi, như các bạn đang nhìn trên màn hình thì các bạn sẽ vào cái phần là hồ sơ của cái phần TikTok nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng giỏ hàng ở đây. Giỏ hàng này thì nó là của cả người bán và của người mua đều có nhé. Đó, thì người bán thì chắc chắn là phải có cái phần giỏ hàng này thì các bạn mới có thể bán được những cái hàng, hoặc là các bạn mới có thể thêm sản phẩm và quản lý các cái sản phẩm ở trên cái phần giỏ hàng này. Đó, còn người mua thì mình lấy ví dụ mình là một người mua thì các bạn cũng có thể vào cái phần giỏ hàng này. Đó, các bạn có thể tìm những cái sản phẩm. Đó, các bạn ví dụ chọn nhập ở đây, các bạn chọn những cái sản phẩm ở trên này. Đấy, sản phẩm ở trên này thì các bạn có thể mua trực tiếp ở những cái sản phẩm đó. Đó, các bạn đặt hàng để các bạn sử dụng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn một số cái nguyên nhân và khắc phục đối với người bán và người mua khi không có cái phần giỏ hàng này nhé. Rồi, thì đối với mình sẽ nêu ra cho các bạn một số cái trường hợp nguyên nhân và cách khắc phục của người bán trước nhé. Phía người bán hàng, tức là các bạn muốn thêm sản phẩm mà không có giỏ hàng ấy, thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái nguyên nhân là cái tài khoản TikTok của các bạn ấy, các bạn đang để cái tài khoản của các bạn ở chế độ riêng tư nhé. Đó, thì tại sao tài khoản ở chế độ riêng tư các bạn không có phần giỏ hàng? Vì các bạn không công khai, các bạn không muốn liên kết, hoặc là không muốn cho người khác, hoặc là không muốn cho những cái sản phẩm dịch vụ liên kết hoặc là giới thiệu đến cái trang TikTok của các bạn. Vì thế các bạn hãy vào cho mình cái phần tài khoản TikTok của các bạn nhé. Đây, các bạn hãy chọn cho mình vào cái dấu ba gạch ngang này. Đó, các bạn chọn cho mình cái phần là cài đặt và quyền riêng tư này. Ok nhé. Sau khi các bạn chọn cài đặt và quyền riêng tư xong, các bạn đến cái phần là quyền riêng tư này. Và các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái mục đầu tiên này. Bạn nào mà đang để cái phần là tài khoản riêng tư, đó, ở màu xanh này, ví dụ mình đang bật màu xanh này nhé. Đó, thì các bạn hãy tắt ngay đi cho mình nhé. Đấy, các bạn hãy tắt đi. Chuyển tài khoản công khai, các bạn chọn chuyển. Đó, thì ngay lập tức thì cái phần tài khoản riêng tư của các bạn đã được tắt và mở sang chế độ công khai để cho các cái tính năng cũng như là đề xuất của TikTok nó vào tài khoản của bạn nhé. Đấy, các bạn hãy thử cách đầu tiên của mình nếu bạn nào mà đang gặp phải trường hợp này, và các bạn thử thoát ra vào lại và mở xem đã được chưa nhé. Rồi, trường hợp thứ hai, nguyên nhân thứ hai mà người bán không có cái phần giỏ hàng ở trên TikTok Shop đó là các bạn chưa đăng ký TikTok Shop ở trên trang của TikTok, hoặc là chưa đăng ký mở tài khoản TikTok ở trên cái trang của TikTok. Thì đối với trường hợp này thì các bạn có thể vào cho mình như sau nhé. Các bạn vào cho mình trình duyệt bất kỳ, hoặc là các bạn vào máy tính của các bạn, các bạn vào cho mình, các bạn tìm cái từ khóa là, đây là Chene, mình đọc không chuẩn thì các bạn hết sức thông cảm nhé, gạch ngang vn.tiktok, đây, thì các bạn hãy chọn vào, đấy. Ở trên máy tính các bạn cũng vào tương tự cho mình nhé. Thì đây chính là cái trang chủ của cái phần là TikTok Shop. Các bạn có thể vào đây, các bạn đăng ký tài khoản và các bạn mở gian hàng. Đấy, đăng ký mở gian hàng ở trên này và các bạn tham gia. Đấy, thì khi mà các bạn tham gia thì cái này thì các cái bước này thì các bạn có thể tham khảo. Mình, nếu mà các bạn cần ý, thì mình có thể làm cái video mình hướng dẫn các bạn đăng ký mở, hoặc là các bạn có thể xem những cái video ở trên mạng có rất nhiều người hướng dẫn rồi. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé, các bạn xem các bạn đã đăng ký chưa,
Nếu chưa thì các bạn hãy đăng ký vào và sau khi đăng ký thành công, các bạn hãy kiểm tra lại xem đã có phần giỏ hàng chưa nhé. Rồi, cái nguyên nhân tiếp theo mà TikTok của bạn không có giỏ hàng đối với người bán là một cái trường hợp đó là có thể là do hệ thống của TikTok đang bị lỗi. Cái này thì các bạn, thứ nhất là một là các bạn cần chờ đợi thời gian. Đó, các bạn mặc dù các bạn nhé, các bạn lưu ý cho mình, các bạn phải kiểm tra hai cái trường hợp mà mình vừa nêu trước. Thứ nhất là các bạn đã đăng ký tài khoản TikTok Shop chưa? Đó, hoặc là mở các cái thông số cài đặt chưa? Mà các bạn đã mở rồi ấy, mà nó vẫn không có ấy, thì các bạn có thể, nguyên nhân này có thể là do TikTok chưa kịp cập nhật đến tài khoản của bạn, hoặc là hệ thống TikTok đang bị lỗi. Đấy, trường hợp này thì các bạn hãy xử lý cho mình như sau. Các bạn thứ nhất là các bạn chờ nhé. Đó, chờ đợi thôi, chờ đợi một vài ngày. Hoặc là các bạn thứ hai, các bạn có thể gỡ app TikTok ra. Đó, các bạn gỡ app TikTok ra nhé. Các bạn hãy cài đặt lại cái bản TikTok mới cho mình để cho TikTok lên cái phiên bản mới nhất. Đó, xem các bạn được chưa nhé. Đấy thì có một số cái nguyên nhân và khắc phục đối với TikTok Shop mà không có giỏ hàng ở trên đối với người bán các bạn nhé. Đó, đấy là đối với người bán. Còn người mua thì có những trường hợp nào thì các bạn hãy cùng theo dõi cùng mình nhé. Ok, và đối với người mua hàng như các bạn ấy, đó, các bạn không có cái phần là giỏ hàng ở trên cái phần TikTok Shop như thế này. Rồi, thì cái nguyên nhân đầu tiên mà mình nghĩ là rất nhiều bạn gặp phải, cũng như là nó là cái nguyên nhân quyết định cho rất nhiều những cái lỗi mà các bạn hay gặp ở trên TikTok Shop, đó là các bạn, tài khoản của các bạn chưa đủ 18 tuổi. Rồi cái nguyên nhân 18 tuổi, chưa đủ tuổi 18 này trở lên ấy, thì nó khiến cho các bạn không thực hiện được rất nhiều những cái hoạt động ở trên TikTok, không riêng gì cái phần là giỏ hàng này nhé. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhắc lại là cái nguyên nhân này ấy, nó là cái nguyên nhân dẫn đến cái rất nhiều những cái tình trạng khác, không riêng gì cái phần TikTok Shop này. Rồi, để khắc phục được cái tình trạng này ấy, thì đơn giản thôi, các bạn hãy vào cho mình cái phần là đổi ngày sinh của các bạn nhé. Đây này, các bạn vào cho mình phần cài đặt dấu ba gạch ngang, chọn cài đặt và quyền riêng tư này. Đó, và trong cái mục quản lý tài khoản này, đó, các bạn sẽ nhìn cho cái mình cái mục là ngày sinh ở đây. Đó, các bạn hãy chọn cho mình ngày sinh nhé. Đây này, các bạn chọn vào và các bạn thay đổi cái ngày sinh, làm sao cho cái tuổi của các bạn ấy trên 18 tuổi nhé. Ví dụ các bạn đang để cái phần ngày sinh này dưới cái tuổi mà 18, TikTok không cho phép các bạn mua hàng hoặc là thêm giỏ hàng. Đấy thì các bạn hãy đổi nó gần đây, mình xin lỗi là đổi xa lại một chút. Đấy, làm sao cho tuổi các bạn cứ tính toán làm sao cho trên 18 nhé. Các bạn để khoảng 21, 22 gì đấy, 23, 24 cho nó chắc. Đấy, đấy là cái nguyên nhân mà các bạn không có đối với cái người bán, người mua nhé. Đấy là cái phần tuổi nhé, các bạn lưu ý cho mình nhé. Rồi, ngoài những cái nguyên nhân mình vừa nêu thì ở trên người bán, người mua ấy, thì cũng có một cái phần lỗi do hệ thống nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn, cái lỗi này thì các bạn không thể tự thao tác được, các bạn không thể tự chỉnh sửa được, mà các bạn cần phải đợi hệ thống tự sửa thôi. Các bạn đợi hệ thống tự sửa thôi, các bạn cần đợi một thời gian, giống như ở trên cái phần người mua, đúng không? Người bán ấy, trên người bán cũng có cái phần lỗi hệ thống đó thì mình cũng đã nói rồi. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể kiểm tra và tự đánh giá khắc phục cái tình trạng này bằng cách các bạn hãy kiểm tra cái phiên bản TikTok của mình xem đang ở cái phiên bản mới nhất chưa. Đấy, các bạn chỉ cần vào cái cửa hàng kho ứng dụng trên điện thoại ấy, các bạn mở lên, nó không hiển thị chữ cập nhật là chứng tỏ cái phiên bản của các bạn đang ở cái phiên bản mới nhất nhé. Còn nó hiển thị chữ cập nhật thì các bạn hãy chọn vào để nó cập nhật phiên bản mới nhất lên, và các bạn thoát ra vào lại. Đó. Và trường hợp tiếp theo, các bạn gỡ app cho mình nhé. Nếu mà các bạn thực hiện không được, các bạn gỡ cái app đó ra cho mình, xóa hẳn đi. Các bạn hãy tải lại cho mình một cái phiên bản TikTok mới. Rồi, và các bạn vào kiểm tra và cho mình ý kiến nhé. Ok, thì đó là toàn bộ những cái nguyên nhân và một số cái hướng khắc phục cơ bản để cho các bạn, những bạn nào mà chưa có phần giỏ hàng ở trên TikTok Shop để các bạn mua sắm hoặc là bán hàng, thì các bạn hãy thử thực hiện theo các bước của mình xem có được hay không.
các bạn thực hiện như thế nào, kết quả như thế nào, các bạn hãy để lại cho mình cái phần bình luận ở phía dưới phần video giúp mình nhé, để mình biết được các bạn đã thành công hay chưa. Ngoài ra thì đừng quên comment những cái ý kiến đóng góp để mình phát triển hơn, và chia sẻ video cho người thân bạn bè, đặc biệt những bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình. Các bạn tạo cho mình một chút động lực bằng cách cho mình một nút đăng ký và bấm hình quả chuông, like video và theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.